thân tái ngộ lại quý khán giả thương yêu của đài. Một lần nữa chúng tôi trở lại chương trình phần 2. Chúng ta sẽ nói về vấn đề về COVID-19 và cái cuốn sách mà của ông Bob Woodward, cái ông nhà sử về chính trị có tính cách mà hiện đại và thần thoại. Thì Tổng thống đã thu âm chính cái tiếng nói của mình và nói những thứ gì trong tâm tư của Tổng thống ra. Thì Tổng thống, mình nên nhớ là cái Tổng thống nói là có khoảng 3-5% tỷ lệ tử vong, thì cái đó là gấp 30-50 lần cái tỷ lệ tử vong của cúm, quý vị. Cúm thì chỉ không 0.1%, tức là 1.000 người một người chết, mà mình biết những người đó chết là những người già lớn ở nursing home, là những người bị những cái bệnh như là máu mỡ đường, ung thư, là tiểu đường, hay là bệnh gan, phổi, thầy thận. Thì mình biết rồi, mỗi năm khoảng chừng 30.000 cho đến 60.000 người, mà bao nhiêu mười mấy 20 năm mình biết là cứ mỗi năm là mình sẽ có những người đó sẽ mất. Những người bị flu, điểm thứ hai là xong rồi thì họ không có những cái di chứng, họ trở lại làm việc như thường. Chúng ta đã bị flu ai cũng biết. Nhưng vấn đề mà COVID-19 chúng ta có 4 phần. Cái phần thứ nhất là khi mà bị, chúng ta bị thê thảm, mệt lắm. Có 100 người chỉ có mười mấy người là có triệu chứng, đa số là 80 mấy, 70 mấy người là họ bị nhẹ nhàng và hết. Thì còn những người còn lại là có thể phải vô nhà thương. Những người vô nhà thương thì đau đớn, đau khổ, khó thở lắm. Một số người chết thì nói khoảng chừng 3-5% người chết trên thế giới và Hoa Kỳ. Thì số lượng người chết Hoa Kỳ bây giờ gọi là gần 205.000 người rồi, mà số người bị có thể gần tới 7 triệu. Thì nói chung là còn rất là nhiều triệu người đang nằm trong nhà thương, chứ không phải là hết giống như flu. Cái thứ hai là những người đã dù cho thoát khỏi máy thở, có thể thoát chết từ tay tử thần. Và bản thân tôi là một trong những người như vậy. Thì sau đó chúng ta có thể những di chứng, chẳng hạn như mệt mỏi, khó thở, cái giọng nói nó không mạnh như lúc trước, hơi thở nó không có dai dẳng như lúc trước, làm việc nó dễ bị hụt hơi. Nhiều khi có số người mất ngủ, nhiều khi bị bệnh tim, là bị suy cơ tim, khoảng 3 tháng sau nó mới hiện ra. Người thấy oải mệt lắm, lắm lúc một số người lại cái bệnh gan thận luôn. Thì có một số người lại bị bệnh tâm thần nữa, tại vì họ bị khủng hoảng, họ tưởng là họ gặp tử thần rồi. Có cái đó là cái phần thứ ba. Phần thứ bốn đó, và có một số người sau khi đã bị khinh thị, bị kỳ thị, là bị xa lánh bởi gia đình, tại vì họ biết người đó bị bệnh, cho nên cho dù họ đã có cái antibody, có kháng thể, họ trở lại khỏe mạnh, họ đã có cái miễn nhiễm immunity, nhưng mà khi mà người khác, người ta không hiểu cái chữ miễn nhiễm là gì, không biết là cái chữ là cái gamma IG là gì, là cái vũ khí để mà bảo vệ người đó, thì người đó không biết. Cho nên khi mà nghe nói người đó đã bị bệnh COVID-19, họ có bị xa lánh như cùi hủi, ta gọi là ghẻ tàu. Thì nhiều khi chính bản thân người thân, người phối ngẫu, hay là con cái, là gia mình, cha mẹ, anh em và người thân, bạn bè, người đồng nghiệp, họ lại có tính cách mà rẻ rúng, hay là tránh xa mình, hay là khinh thị mình, giống như mình bị cái gì ghê gớm mà có thể lây truyền đó. Thì đó, cái điều tâm lý nó đau khổ, đau đớn và là tủi nhục lắm, quý vị. Nó 4 phần tất cả, chứ không phải một cái cúm bình thường, mà chưa kể là 30-50% số người là gấp 30-50 lần mà tỷ lệ tử vong hơn là cúm. Thì cái COVID không phải là chuyện thường. Quý vị có thể chia thành kính phân yêu cho một người mà cha mẹ mất ngày hôm đó, ở cái ngày đám tang đó, nhưng mà quý vị không bao giờ thấy được cái sự đau khổ thật sự của người đó. Quý vị không biết được cái nỗi đau khổ của mình bị COVID-19 sẽ đau đớn như thế nào, tủi nhục như thế nào, mà có thể tranh đấu lại cái sự hụt hơi, không còn biết gì hết, không còn biết thượng đế, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, mà chỉ biết là làm sao tôi thổi hết cái sự khó thở này, cái sự nó mệt mỏi lắm quý vị. Nếu mà quý vị biết thì quý vị mới thương cho những người bị COVID-19. Mà nên nhớ, có 7 triệu người đã bị dương tính, mà trong đó có trên 200.000 người đã mất mạng đó quý vị. Những người mất mạng còn để lại cho vợ con, bao nhiêu người con mà không có cha, không có mẹ, không có ông bà. Có một người cùng một ngày mà chị đã mất vừa chồng vừa cha luôn, mà người chồng của chị đó nằm trên giường chờ chết, mà không biết là cha mình cách đây mấy ngày cũng đã bị COVID-19 và đã vào máy thở. Chỉ đến khi mà người cha rút máy ra để mất trước người chồng khoảng chừng 10-15 phút, thì người mẹ và người vợ đến say goodbye với người chồng trước khi người chồng mất. Thì người mẹ người vợ không dằn lòng được, người mẹ hay người vợ mới nói là: anh ơi, bố đang đứng bên cạnh giường để nắm tay chờ anh đi chung với bố. Thì lúc đó người con, người chồng đó mới biết là bố mình, cha mình đã chết trước mình vài phút. Đó, quý vị, cái COVID-19 này kinh khủng lắm, cả thế giới không có dân chủ cộng hòa gì hết trơn á. Có những người nào mà vì cái
cái chính kiến, cái định kiến quá nặng nề mà cứ là nói là cái này là hoax, cái này giống như là flu, không có sao hết, đâu có thấy ai chết đâu. Chúng tôi thấy hai chị ở trên Facebook là những người mà nói chuyện mà về Cộng Hòa họ là ghê gớm lắm. Nhưng mà có một chị là có người nhà bị mất, chị đó cuối cùng chị nói là tôi không có muốn tranh luận nữa, tôi xin nói cho chị, nói cái chị thứ hai đó là cái bệnh Covid là bệnh có thật, người nhà tôi mới người chết, tôi không có thấy, từ đó chị không có nhập cái phe người đó để mà chửi nhau với cái nhóm mà đối địch chính kiến nữa. Ok, thì nói tóm lại là trong cái lúc mà họp đó, thưa anh Peter, thì có một tổng thống họp lại cái nội các của ông, thì có một anh ổng chỉ hắt xì một cái thôi là mọi người đều tránh xa vừa đi ra hết. Mà ông trong cái cuốn sách đó thì tổng thống Trump mới nói ông Bob Woodward là it scared the hell out of me. Ông nói là bản thân tôi cũng sợ nó, thì nhưng mà ông nói người ta không sao hết đó, thì bởi vậy mà thôi, để cho xin mời anh Jack. Dạ vâng, cho bà con không có phải thắc mắc là biết đâu là cái ông Bob Woodward này ông lại nói dốc. Thì đây có một cái đoạn video cũng cách đây mấy bữa nè, người ta hỏi ông Trump tuyên bố là tôi không có việc gì tôi phải sợ cái chuyện ông đi meeting, ông đi biểu tình tranh cử, thì người ta hỏi ông không đeo mask sao không sợ, nó sao sợ được, tôi đứng ở trong cái stage ở trên bục xa mọi người như vậy tôi đâu có việc gì phải sợ. tức là ông sợ chứ lấy không, nhưng mà tại vì ông được đứng xa khỏi mọi người rồi cho nên ổng không cần phải đeo mask, nhưng mà ổng để cho mặc kệ cho mọi người đang ủng hộ ổng, đang theo ổng, họ hét dùm cho ổng tiếp tục đứng gần nhau sát địch như vậy chẳng đeo mask gì cả, thì ổng cho là cái chuyện đó là ổng sao cho sống kết mặc kệ bay thôi. Bây giờ cho mình nói nhanh lên lắm, ở Ireland có một lần đó người Anh họ mua lúa mì hay là potato mà người Ái Nhi Lan bị chết chết quá trời, hay là cái tháng ba đói năm 1945 người Nhật họ thu mua lúa gạo đó mình chết 3 triệu người phải không ạ? Thì cái này cũng vậy, nếu mà mình ông Trump ông nói là tại vì ông không muốn cho đất nước bị khủng hoảng lên, nhưng mà mình biết người đó bị ung thư, mình không muốn nói sự thật ra để cho người đó bị khủng hoảng lo lắng, thì mình cũng phải cho người đó gặp bác sĩ, cho người đó cái chemotherapy, cái trị liệu hóa trị xạ trị để mà chữa bệnh, chứ không có thể mà đứng im không làm gì hết, mà có khi còn nói những điều ngược lại là anh đeo mask anh chống lại tôi, hay là muốn giải phóng những cái thành phố mà có những governor mà họ muốn là lockdown dài lâu hơn. Thì có những người Mỹ trắng thượng tôn đeo súng mà tới ngay những cái thị sảnh đó mà đòi giết luôn, mà đòi lật đổ của những cái người mà thống đốc của cái tiểu bang đó, những tiểu bang như là Washington, Minnesota, Michigan hay là Washington DC hoặc là xin lỗi New York và California, ví dụ như vậy, thì hay là Virginia, thì tôi thấy như vậy nó có giống như cái tình trạng gọi là political homicide không anh Trác? Tôi thấy nó tại vì khi mà mình thâu mua lúa gạo không để cho người ta có lúa gạo ăn là mình người Nhật đã có tính cách là diệt chủng nước ta rồi. Vậy thì cái này, cái hình thức này có tính cách là diệt chủng mà tính cách chính trị không thưa anh? Nó đó là một câu nói dối nữa, và nhiều người mà ủng hộ ông Trump ông cũng dùng cái lối nói dối như vậy để phản biện, tức là ông nói là ông Trump ông phải nói dối như vậy để mà ông giữ cái sự gọi là bình tĩnh cho xã hội, để cho xã hội nó ổn định, thì đó là cái lối trả lời ngụy biện. Giống như là người đi học mình thi trắc nghiệm mình có 4 câu hỏi thì sẽ có 3 câu hỏi nghe nó có vẻ có lý nhưng mà thật sự là nó không đúng. Dạ, chỉ có một câu đúng thôi. Thì cái kiểu mà nói là tôi phải ông Trump không phải nói dối như vậy để mà giữ cái an tâm trong xã hội là đó là một cái câu trắc nghiệm sai. Dạ, nhưng mà người ta khoái xài. Ok, thì nói như vậy á, chẳng khác nào một ông phi công lái máy bay. Dạ, vâng. Máy bay lâm nạn sắp rớt rồi ông không có chịu thông báo cho hành khách để người ta chuẩn bị các thao tác an toàn giữ gìn bảo vệ sinh mạng của mình, chẳng hạn như là phải đeo dây an toàn hay là phải đeo mặt nạ có dưỡng khí. Dạ. Hoặc là phải dựng cái tray lên cho nó. Dạ, vâng. Cho nó vào chỗ cái ghế nó ngồi, hay là cái chuyện nó cũng tương tự như vậy. Hay là cái chuyện mà hồi xưa mà Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Dạ, vâng. Tổng thống Roosevelt quyết định là nói dối với lại dân Mỹ là chúng là Hoa Kỳ sẽ không có tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Dạ, vâng. Tiếp tục cái sinh hoạt bình thường. Dạ, vâng. Hay là ông Churchill cũng, tức là ông Roosevelt hay là Churchill hay là vua Trần Thánh Tông.
vào năm 1284 nếu tôi nhớ không lầm, có hội nghị Diên Hồng để cho người Việt Nam biết là ok, quân Mông Nguyên họ tấn công đất nước mình. Vậy thì đó là một cái hiểm họa rất là lớn và cái sự mất mát tổn thất nhân mạng rất là nhiều, và đề ra sách lược để làm thế nào mà chống quân Mông Nguyên, chứ đâu có nói dối là ồ không sao cả. Tiền của ông thượng nghị sĩ Chris Murphy thì ông và cái hình mà I don't take responsibility at all, là tức là ông Tổng thống Trump, khi người ta nói là bao nhiêu người chết đó, thì anh có thấy có chịu trách nhiệm, thì anh nói là tôi không có chịu trách nhiệm gì hết. Trong khi đó cũng đã có gần 200.000 người đã chết vì bệnh dịch. Cái thứ hai nữa là cái hình mà của những người mà nói là who care, thì mình thấy những người mà đã chọn lãnh tụ rồi, những người mà Mỹ trắng thượng tôn, tôi nghĩ người đã họ đã sợ mà người da màu đến năm 2045 thì tỷ số người da màu có thể trên lấn lướt lên cái tỷ số người da trắng, cho nên họ rất là sợ, họ không care là người đó là bất nhân vô đạo đức, làm những chuyện mà mờ ám lại ngoại địch như thế nào, đây không care, hay là giống như tham nhũng hay là gia đình chị hay độc tài, họ không care, họ chỉ sợ, nỗi chung sợ nó là sợ đám da màu thiểu số là di dân nó tới đây nó sẽ take over. Cho nên chỉ vì có thấy trên màn ảnh là cái hình mà có những người Mỹ da trắng mà họ nói, họ đưa bảng lên, họ nói là who care hoặc là keep lying to me, là họ nói láo với tôi cũng được, cũng không sao hết, ok, play it down, tức là nó là cái lời mà Tổng thống Trump đã nói đây trong Bob Woodward, là I want to play it down all the time. Nhưng mà đến khi mà town hall cách đây 2-3 ngày ở đâu anh, Pennsylvania hay là Wisconsin, ông nói là I always play it up. Ông nói ngược đi hoàn toàn, tức là ông nói dối, ông nói dối trơ trẽn, ông nói ngày trước ngày sau ông nói dối trơ trẽn vậy thôi. Nhưng mà chẳng như vậy mà Tổng Trump lại nói là uống thuốc Oleandrin của ông Mike Lindell, mà cái thuốc giống như là thuốc tể đó, thì có thể chữa bệnh được, hay là dùng Lysol, như là thuốc tẩy, thuốc để mà ủa, ông mới nói nữa hả? Ông nói trong lúc mà tháng 4 tháng 5 ông nói uống thuốc tẩy để có cái Oleandrin là của ông Mike Lindell, ok, lại advocate bởi cái ông mà Bernie Carson. Nhưng mà thuốc đó là thuốc tẩy, uống vô chỗ FDA CC nói no, quý vị đừng uống, quý vị uống là chết. Lại thuốc ký ninh nữa. Trong 144 cái cuộc nghiên cứu thì chỉ có khoảng trên dưới 10 cái cuộc nghiên cứu là được in ra, publish ra thành sách, là công bố. Thì trong đó chỉ có một cái nghiên cứu duy nhất là cái nghiên cứu mà của Henry Ford, là nó nói là có thể giúp được. Mà thật ra cái nghiên cứu nó rất là có nhiều cái sơ hở trong đó, mà chúng ta không có đi sâu vào vấn đề đó. Thì nói tóm lại là khi là một người lãnh tụ đó, chúng ta những cái thời kỳ mà bị khủng hoảng về chính trị, quân sự, hoặc có thể mất nước như là chiến tranh thế giới thứ hai, thứ ba, thế giới thứ nhất, thứ hai, thì hoặc là những thời xưa hội nghị Diên Hồng, chúng ta phải thành thật nói cái cho dân chúng biết mà người Mỹ chúng ta đã chiến đấu với lại những cái nghịch cảnh bao nhiêu năm rồi, chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, thứ hai, và 9/11, người Mỹ chúng ta có đủ khả năng để chiến thắng. Một kỳ tới chúng ta sẽ nói về vấn đề mà những sự chuẩn bị của những cái tài năng và trí óc, trí tuệ của nước Mỹ để đối phó lại những cái disinformation, những cái điều mà người Nga mà đã muốn chia rẽ nước Mỹ, muốn gây rối loạn nước Mỹ, và có thể là muốn chiếm nước Mỹ chúng ta mà không cần một viên đạn. Thì kỳ tới mình sẽ nói về vấn đề đó. Bây giờ chúng ta xin mời quý vị nghỉ ngơi một vài phút cho vấn đề chương trình quảng cáo. Xin kính chào.